KMTN Online. Vâng, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh YouTube Thanh Nguyễn. Thì chủ đề năm nay là mình đã chia sẻ đến các bạn những cái ứng dụng có thể giúp bạn kiếm tiền online trên điện thoại và trên PC. Thì trong đó có những ứng dụng tải app và những trang bán hàng liên kết tiếp thị và những trang bán hàng nội địa, những trang bán hàng nước ngoài. Thì chủ đề hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một cái quỹ điện tử cũng có thể giúp bạn kiếm thêm thu nhập bằng cách là các bạn sẽ cài đặt, và giới thiệu cái quỹ này đến cho nhiều người cùng biết. Thì bạn sẽ được hưởng một cái lượt quay, và người cài đặt cũng sẽ hưởng được một cái lượt quay may mắn. Thì lượt quay nó có thể có giải thưởng là từ 10.000, 100.000, 500.000, thậm chí là có những con số để các bạn gọi là giống như số đề đó. Thì chiều nó giải nó sổ ra thì bạn sẽ trúng những cái giải đặc biệt khác, 5 triệu, 10 triệu gì đó tùy theo đó. Thì Apota là một cái quỹ điện tử, chức năng của nó là chính là để nạp tiền điện thoại, nạp tiền game, mua thẻ cào. Ngoài ra bạn còn có chức năng là sẽ chuyển tiền. Đây là cái giao diện trên máy tính, trên PC thì nó sẽ khác với giao diện trên điện thoại. Thì để sử dụng thì bạn sẽ cần cài đặt trên điện thoại thì nó sẽ tiện lợi hơn so với mình cài đặt trên máy tính. Thì nó giống như Quý Momo vậy đó. Quý Momo thì các bạn giới thiệu trực tiếp thì các bạn sẽ được quà tặng là giải thưởng là 100.000 tiền thẻ cao. Còn đối với cái Apota này thì nó sẽ không cho như thế, mà nó sẽ cho các bạn cái lượt quay may mắn, lượt quay số. Thì cái lượt quay số như thế nào thì sau khi mình hướng dẫn các bạn trên điện thoại thì mình sẽ nói rõ hơn về vấn đề quay số đó. Còn ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn cái giao diện chính của Apota thôi. Ngoài ra nó còn những cái chủ đề như siêu thị, giáo dục nè, du lịch, mỹ phẩm, nội thất và tiệc cưới đó. Cửa hàng đó có thể bán cho các bạn nhiều thứ. Đây cửa hàng nè, siêu thị đi, thời trang đây nè, bạn xem đó, bạn có thể từ cái tiền của các bạn kiếm được, các bạn có thể vào đây các bạn mua, các bạn sẽ được chiết khấu 10%, 15%, thậm chí có những cái sản phẩm là các bạn được chiết khấu tới 100%. Thì cái tiền các bạn giới thiệu thì các bạn có thể là nạp cạc điện thoại, hoặc là các bạn có thể rút tiền ra. Tiền ra thì rút như thế nào? Đây, các bạn sẽ liên kết một cái tài khoản nào đó, khoản về ngân hàng để các bạn rút tiền. Thì cái phần này mình sẽ giới thiệu các bạn sau. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu các bạn cái cách cài đặt ứng dụng trên điện thoại và những cái bằng chứng mình đã kiếm được tiền từ cái Apota này, từ chương trình mình giới thiệu cho các bạn. Rồi mình đã quay số may mắn, mình đã kiếm được một số tiền cũng khá lớn. Rồi sau đây sẽ mời các bạn vào xem cái cách cài đặt ứng dụng như thế nào trên điện thoại. Cài ứng dụng thì các bạn sẽ vào CH Play trên điện thoại Android. Còn nếu các bạn nào xài iPhone thì phải vào Apple Store. Các bạn sẽ gõ là phí Apota. Đây. Phí Apota. Xong các bạn sẽ bấm chữ cài đặt. Rồi sẽ chờ ứng dụng nó chạy xuống xong, và các bạn sẽ việc là thưởng thức.
là kiếm tiền thôi. Đó, giờ mình cài phần mềm virus BKV, cho nên mỗi ứng dụng cài đặt xong nó sẽ ra là ứng dụng có an toàn hay không. Đó là một cái mẹo cũng rất hay để cho các bạn sử dụng. Đó, khi mở ra nó giao diện nó sẽ như thế này. Nó có là nạp tiền vào ví, mượn tiền, chuyển tiền, rút tiền, thu mua, mua thẻ, nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ, hỗ trợ. Thì các bạn sẽ bấm chữ cài đặt. Đây là phiên bản. Đó. Thì các bạn sẽ bấm đăng nhập vào. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm chữ đăng ký. Đây. Sử như mình 0973 nè. 457259. Đó. Và ở Việt Nam là sẽ cộng 84. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Thì nó sẽ gửi cái mã xác minh tới trong vòng 60 giây. Đó. 453697. 453697. Rồi. Các bạn sẽ nhập mật khẩu vào. Sử mình nhập là 123456 đi. Đó. Rồi, đăng nhập thành công. Bạn có muốn tài khoản mới không? Mình sẽ bấm cập nhật luôn đi. Đó, khi mới cài xong thì cái ví nó sẽ là 0 đồng. Thì để mình bấm cập nhật cái ví mới luôn. Và 123456. Và mã pin. Thì các bạn sẽ nhập mã khuyến mãi. Đó, nếu có. Và nhập mã giới thiệu. Thật sự như mã giới thiệu của mình là 0973457259 đi. Đó. Xong. Ok. Đây các bạn sẽ được cái vòng quay may mắn nè hôm nay. Các bạn sống ngoài vòng quay may mắn. Dạ các bạn. Nó quay xong. Các bạn bị trượt rồi. Xác nhận. Quay lại. Đó, nó có rất nhiều số tiền các bạn. Tương ứng thì khi các bạn giới thiệu cho bạn bè thì các bạn sẽ có được những cái lượt quay nhiều, các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền thôi. Đó, rất là đơn giản. Các bạn được thêm một lượt nữa. Rồi xác nhận. Rồi, bạn sẽ đã được 100 này ha. Đó. Rồi chọn số nè ha. Đây. Cái này là vòng quay may mắn chọn số. Thì các bạn sẽ chọn một con số ngẫu nhiên. Giả sử như mình chọn số hôm nay là 18 đi. Đó. Số 8.
bấm tiếp theo và xác nhận. Rồi sau đây mình sẽ cho các bạn xem cái bằng chứng thanh toán và mình đã kiếm được như thế nào. Rồi mời các bạn xem. Sau đây mình sẽ trở về cái ví, cái tài khoản chính của mình để cho các bạn xem. Đây mình đã kiếm được cũng khá nhiều tiền từ việc chia sẻ cho những người bạn bè và các bạn. Thì các bạn sẽ làm giống như mình để các bạn có thể kiếm được nhiều tiền đó. Đây là những bằng chứng mà mình đã có những vòng quay may mắn đó, lịch sử cho các bạn xem đó. Cũng rất đơn giản thôi, có gì đâu. Nên các bạn xem những bằng chứng mà mình đã kiếm được thu nhập từ cái ví Abota này để các bạn xem và các bạn có thể làm theo để các bạn kiếm tiền. Thì đây là một ứng dụng kiếm tiền khá đơn giản, chung ai cũng làm được, ai có điện thoại đều có thể làm được. Mà điện thoại thông minh bây giờ đầy, ai cũng có hết, hầu như là 90% là các bạn đã có được những cái vòng quay may mắn rồi, những cái chiếc điện thoại thông minh rồi, thì chỉ việc là các bạn cài ứng dụng kiếm tiền thôi. Đó, các bạn sẽ đổi thành những thẻ Viettel hoặc là thẻ game. Nếu bạn nào đam mê game thì đổi thành thẻ game. Đó, rất là đơn giản thôi, chứ có gì đâu, phải không? Đó, nó có Vietnam Mobile nè, Mobi, Vina, Viettel. Đó, khi các bạn đổi thì các bạn sẽ nhập mật khẩu. Nên là bảo mật đây, mình đã đổi một cái thẻ Viettel 20. Đó, cho bạn xem bằng chứng. Và nó cũng rất là nhanh đi thanh toán, nên yên tâm cho những bạn mà muốn kiếm tiền miễn phí, muốn kiếm những chiếc thẻ cào miễn phí, hoặc là những bạn nào mà có thể có tư duy hơn thì có thể áp dụng cái này để lấy những cái đồng tiền này để trở thành một cái thu nhập thụ động cho mình. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Vâng, sau khi đã cài đặt ứng dụng trên điện thoại xong thì các bạn đăng nhập đã có một cái tài khoản ví Abota. Thì bạn chỉ còn việc là các bạn sẽ đem cái ứng dụng này giới thiệu đến nhiều người cùng biết để họ nhập cái mã giới thiệu của các bạn, thì các bạn sẽ được dùng quay may mắn và các bạn sẽ được hưởng những cái phần trăm hoặc là những phần trăm từ các bạn bán cạc điện thoại, hoặc các bạn có thể may mắn nhận được những giải thưởng từ con số quay may mắn. Vâng, xin cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ và xem kênh Thân Nguyễn. Thì chủ đề kiếm tiền online thì mình có để trên trang fanpage Thân Nguyễn, hoặc là những khóa học thì mình sẽ đưa vào một cái khóa học online. Các bạn có thể vào xem và tham khảo nếu bạn có nhu cầu mua khóa học. Và các bạn có thể vào kênh YouTube Thân Nguyễn, đó, vào danh sách phát. Rồi, các bạn sẽ tìm đến khóa học online. Thì mình có làm 61 bài. Và những dự án như kiếm tiền online, kiếm tiền trên điện thoại thì nó có rất đầy đủ. Thì bạn nào có nhu cầu kiếm tiền thì mời vào xem. Rồi sau khi kết thúc video rồi thì các bạn nào cảm thấy video này hữu ích, hãy bấm share và like, chia sẻ đến nhiều người cùng biết để họ cũng có cơ hội kiếm tiền online như các bạn. Đây, hôm qua mình đã giới thiệu bạn một cái chiêu lừa đảo của một số thành viên giả danh là ngân hàng gọi điện tới và báo bạn trúng thưởng, sau đó nói bạn là phải nạp tiền cho họ, họ làm hồ sơ hoặc là cấp mật khẩu gì đó. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.